buồn ngủ quá ta. Nay không có việc gì, ngủ thôi. Nếu các bạn muốn tôi thả Bo Liquid Key ra thì các bạn hãy like video này và nhấn phím 1. Nếu các bạn muốn tôi nhốt Bo Liquid Key thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn phím 2. Hình như chúng ta có like nhiều hơn đăng ký rồi. Vậy tôi sẽ thả Bo Liquid Key ra nha.